Zombie Apocalypse. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với review TV của mình. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn chương 451, 452 của bộ truyện Đấu Phá Thời Khủng. Chương trước, Tiêu Viêm đã có một trận chiến ác liệt với La Hầu. Thì chương này, cái kết cũng đã được hé lộ và phần thưởng xứng đáng dành cho người chiến thắng sẽ đến tay. Chương 451, thắng. Xanh tím hai màu hỏa liên trong con người của La Hầu không ngừng lớn mạnh, năng lượng nóng cháy kinh khủng kia lan tỏa trong không khí bắn thẳng tới, làm cho trên trán hắn mồ hôi lạnh vừa mới toát ra, thoáng chớp mắt bốc hơi thành hư vô. Trên mặt đất, chỗ hỏa liên xẹt qua, vùng cỏ xanh tươi tốt liền ngay lập tức biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành một màu tro tàn cuốn bay theo gió. Cảm thụ được năng lượng hủy diệt kia bùng nổ mãnh liệt ập đến, trong lòng La Hầu kinh hãi. Một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên trong lòng. Cái loại lực lượng này thực sự là quá khổng lồ. Hắn thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ. Nếu là bị cái hỏa liên xinh đẹp kia đánh trúng, thật sự, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như mấy đám cỏ xanh kia hóa thành tro bụi. Hàm răng gắt gao cắn môi, một dòng máu từ bên môi chảy xuống. Cảm giác đau đớn đã làm cho La Hầu từ trong trạng thái vô lực khôi phục lại một chút thanh tỉnh. Hai tay nắm thật chặt hàng thiết côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóa hỏa liên càng ngày càng gần, tốc độ như tia chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực. Phía trên hàng thiết côn, hàng khí nhanh chóng lan tỏa ra, bất quá hàng khí vừa mới xuất hiện liền lập tức tiếp xúc với độ nóng, chỉ nghe suy suy vài tiếng, cuối cùng tạo thành một mảng mù sương, sương mù bao quanh đống loạn thạch khiến cho tầm nhìn của mọi người có chút bị ngăn trở. Hít một hơi thật sâu, La Hầu hai tay nắm thật chặt hàng thiết côn hắt xì một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào mắt mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho La Hầu có một chút tức giận. Đường đường là một đấu linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã đại đấu sư thiếu chút nữa không phòng ngự nổi. Loại tình huống này làm cho tâm tính cao ngạo của hắn thật sự cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, ta muốn nhìn xem Tiêu Viêm ngươi đến tột cùng là mạnh đến mức độ nào. Một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong lòng, cánh tay La Hầu vung lên, nhất thời dọc theo chiều dài của hàng thiết côn liền xuất ra vài đạo côn ảnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng rót vào hàng thiết côn phát ra. Theo đấu khí cấp tốc quán nhập vào, chỉ thấy một tầng băng xuất hiện, phía trên thanh hàng thiết côn bắt đầu nổi lên một tầng băng sương dày đặc. Hơn nửa độ nóng vây quanh thân côn lúc này nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng rốt cục thì miễn cưỡng ngăn cách được độ nóng từ hỏa liên. Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tiêu hao, băng sương trên hàng thiết côn cũng là càng ngày càng đậm, trong vài cái nháy mắt công phu. Nguyên bản độ dày của thanh hàng thiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn cũng tăng thêm những nửa thước nữa, lúc này nhìn giống như là một khối băng trụ thật lớn. Song chưởng cầm hàng thiết côn lúc này đã hóa thành khối băng dày. Sắc mặt La Hầu đang tái nhợt cũng thoáng hồng nhuận trở lại, một tiếng quát chói tai từ trong miệng bạo trống phát ra, băng trụ trên tay phải chuyển thành chưởng đao, chợt ầm ầm giận dữ chém ra. Băng trụ ẩn chứa kinh khí cực kỳ mạnh mẽ, bên trong cự liên ngắn, không khí liên miên không ngừng phát ra tiếng bạo chấn trầm thấp, theo tiếng bạo chấn từ băng trụ phát ra lan trong không khí, lúc này, khối băng cách mặt đất mấy thước, hội tụ trên toàn thân lực lượng của La Hầu xuyên qua không khí. Làm cho từng mảng nham thạch trên mặt đất chấn liệt ra thành vô số đường nứt. Bởi vậy có thể thấy được, lần công kích này của La Hầu là liều mạng đánh cược, cũng là một kích quyết thắng bại. Thanh tử hỏa liên xé rách không gian đánh thẳng tới La Hầu. Tại khoảng cách chỉ còn không đến 2-3 thước nữa là tới, một bóng nhân ảnh như từ trên trời giáng xuống phát một kích nặng nề tại phía trên hỏa liên. Nhất thời, trong chớp mắt không gian đều là ngưng động. Ngay sau đó, giống như tiếng sấm lôi đình nổ ầm ầm bên trong đống loạn thạch vang vọng lên. Một ít người không kịp phòng bị, thậm chí hai lỗ tai đều là bị tiếng nổ này làm cho chấn động kêu lên ong ong. Tiếng nổ lôi đình vang lên, một lúc sau, không giống như mọi người dự đoán, năng lượng va chạm sinh ra ba động cũng không có xuất hiện. Tại nơi hỏa cùng băng va chạm tựa hồ bị một mảng sương trắng nhàn nhạt bao phủ mà tự triệt tiêu lẫn nhau. Bên trong khu loạn thạch vẫn không hề có nửa điểm bạo lực chấn phá truyền ra. Cảnh tượng này có vài phần quỷ dị làm cho rất nhiều người không tránh khỏi kinh ngạc.
quay mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tại tầm mắt mọi người không thể nhìn thấy, bên trong màn sương trắng khuôn mặt La Hầu đỏ rực lên, song chưởng run rẩy cố nắm chết chặt hàng thiết côn không thôi, lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớp băng sương đang tan rã. Mà bởi vì bàn tay tiếp xúc với thân côn cho nên La Hầu có thể cảm giác được một luồng nóng cháy cường đại đang ở bên trong màn sương trắng mông lung, không ngừng ăn mòn dần dần hàng thiết côn. La Hầu có thể tưởng tượng, chỉ một chốc nữa, đấu khí để ngưng kết ra băng sương tiêu hao hết, luồng khí nóng kia hoàn toàn sẽ bùng nổ tức khắc. Mặc dù trong lòng hiểu được điểm này, mà La Hầu lại không có một chút biện pháp, bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp băng trên hàng thiết côn đang nhanh chóng tan rã, mà độ nóng từ trên chỗ đỉnh thiết côn truyền đến cũng là càng lúc càng tăng cao. Lớp băng sương ở trên thân hàng thiết côn chỉ duy trì được một thời gian không đến 10 giây đồng hồ, liền hoàn toàn tan rã. Theo lớp băng sương hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy toàn thân thanh hàng thiết côn đỏ rực lên, lấy một tốc độ cực kỳ mau lẹ, những điểm trắng trên thân côn còn sót lại hoàn toàn chuyển thành màu rực lửa. Suy La Hầu song chưởng cố nắm thật chặt hàng thiết côn, nhưng trong giây một luồng khói trắng đục bốc lên mang theo tiếng vang khác thường. Ngay sau đó, liền nghe được La Hầu bật kêu lên tiếng rên ẩn chứa đau đớn, nắm tay cũng vội vàng buông ra, hàng thiết côn lúc này đã biến thành thanh than rực lửa đỏ. Hàng thiết côn rơi xuống nền thật mạnh trên mỏm đá, trong lúc nhất thời đất đá bay vung tung tóe, màu lửa đỏ trên thân thiết côn dần dần biến mất, thiết côn trở về trạng thái bình thường. Nhưng tại phía trên thân thiết côn hiện rõ vô số vết nứt lan tràn, hiển nhiên, lúc này giá trị của thanh hàng thiết côn vốn được chế tạo xa xỉ đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Lúc này La Hầu căn bản không kịp đau lòng về vũ khí của mình biến thành đống sắt vụn, ứng với thanh hàng thiết côn rời tay là một luồng tia chớp xoẹt qua trong mắt, hắn liền thấy rõ ràng. Một luồng lửa xanh tím hình thành như một mũi nhọn đột nhiên từ bên trong làn sương trắng mạnh mẽ bắn đến. Khí thế mang theo luồng hơi nóng bỏng, đem màn sương trắng chung quanh đốt cháy thành hư vô. Sương trắng bị đốt cháy tan đi một ít, La Hầu rốt cục cũng nhìn thấy hình dáng ánh lửa xanh tím kia, lập tức trong lòng không khỏi thoáng dâng một tia hoảng sợ. Cùng lúc hắn phát hiện, chính mình vừa rồi gần như vận dụng hết toàn lực hợp lại một kích, không ngờ cũng chỉ là làm cho đóa hỏa liên xinh đẹp kia ảm đạm đi một chút mà thôi. Xem hình dáng lúc này, thực chất nó cũng không hề có một chút dao động. Cuối cùng cái này là đấu kỹ cấp bậc gì? Sao có thể có năng lượng cường đại đến thế này? Trong lòng kinh hãi rất nhiều, căn bản không có thời gian tránh né, La Hầu đành cắn răng một cái, vội vàng điều động số lượng đấu khí còn sót lại trong cơ thể vốn không còn nhiều lắm, sau đó tại bên ngoài toàn thân ngưng tụ thành hộ thể đấu khí áo giáp đơn bạc, xem bộ dáng của hắn là tính chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng. Ở bên ngoài đống loạn thạch, khuôn mặt Tiêu Viêm đồng dạng cũng tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn khu vực bị làn sương trắng bao phủ kia, bàn tay nâng lên, thoáng dừng lại, chợt đột nhiên nắm chặt, nhất thời khuôn mặt vốn tái nhợt lại tái thêm giống như một tờ giấy trắng, thân thể cũng nhịn không được run rẩy một hồi. Ngay tại khi bàn tay của Tiêu Viêm nắm chặt lại, bên trong bãi đá khuôn mặt của Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão đồng thời biến sắc. Tô trưởng lão thoáng cái đã đứng dậy, thân hình rung lên, chợt thân hình liền quỷ dị biến mất ở tại bên trong bãi đá. Âm. Một tiếng nổ mạnh trầm thấp tại bên trong đống loạn thạch vang lên, chợt một vòng năng lượng khủng bố hình dạng như sóng lan tỏa cuồn cuộn khuếch tán ra, những chỗ ba động đi qua, nham thạch văng lên tung tóe chấn nát thành phấn bột, cảnh tượng như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, làm cho mấy tên lão sinh kia ở trên sườn núi cũng dại ra không ngớt trừng to mắt kinh hoàng. Chợt một tiếng hét kinh hoảng vang lên, cả đám giống như kẹo đường bị dốc ra trong hồ lô, cực kỳ chật vật chen chúc từ trường núi nhảy xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trở nên cực kỳ hỗn loạn. Năng lượng gợn sóng đến cũng nhanh, đi cũng rất nhanh, khi tiếp xúc với sườn núi, lưu lại trên mặt một cái khe dài đến nửa tấc sau đó mới dần dần tiêu tán, cứ nhiều lần như thế, một lúc sau không còn nghe tiếng động tĩnh gì nữa, phía sau sườn núi kia những khuôn mặt mới cẩn thận ngó ra nhìn về phía giữa sân đã trở thành một mảnh đống hỗn độn, không khỏi âm thầm hít một hơi thật mạnh. Lúc này đống loạn thạch, có lẽ không nên gọi là đống loạn thạch, bởi vì hiện tại nơi này đã không còn là một khối nham thạch, có chăng chỉ là bị phủ kín phía trên mặt đất dày đặc đất và bụi. Lúc trước ở đó mấy cái tảng đá lớn tựa hồ cũng bị lực đạo hình sóng kia phá hoại đều biến thành bụi phấn. Này, đây là do Tiêu Viêm tạo thành.
Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đống loạn thạch bị biến thành hình dáng hoang tàn như vậy, đứng ở phía sườn núi Sa Thiết nhìn không được nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói, khuôn mặt đám người Tô Tiếu cũng cứng nhắc gục gặt đầu, ánh mắt quét về phía thân hình gầy yếu của thanh niên hắc bào đang đứng ở giữa sân, trong lòng nhìn không được tưởng tượng, nếu ở trong rừng rậm kia, bọn họ trong lúc chiến đấu, người kia đem ngọn lửa xanh tím đó trực tiếp nhắm vào bọn họ, như vậy đội ngũ ba người bọn họ còn có thể sống sót được mấy người? Nghĩ đến đây, ba người bọn họ toàn thân liền không ngớt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm giống như đang nhìn một loại quái vật nào đó. Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư sao? Loại lực phá hoại này, ít nhất cũng phải là lục tinh, thất tinh cường giả của cấp bậc đấu linh. Sa Thiết từ bên trong rung động dần hồi tỉnh thần lại, cười khổ chậm rãi nói, đem suy nghĩ trong lòng nói với ba người bọn Tô Tiếu. Nghe vậy, bọn Tô Tiếu ba người cũng là tràn đầy cảm khái gật gật đầu. Đúng rồi, La Hầu đâu rồi? Đột nhiên có một đạo thanh âm ở trên sườn núi vang lên. Chợt tất cả ánh mắt đột nhiên đều nhìn về hướng màn sương trắng vẫn như cũ lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân. Theo ánh mắt mọi người đều di chuyển đến, làn sương trắng ở khu vực kia lúc này cũng dần dần tiêu tán đi. Cuối cùng, tại tất cả ánh mắt mói, thân hình La Hầu cũng xuất hiện ra. Lúc này La Hầu đang đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, bộ mặt vốn luôn lạnh lùng giờ phút này chỉ còn vẻ duy nhất cứng nhắc. Bất quá xem ra, vẫn là chưa bị thương tổn gì. Nhìn thấy La Hầu không có chút gì thương tổn, trên sườn núi không ngớt vang lên tiếng xì xào bàn tán. Vừa rồi năng lượng ba động khuếch tán ra có lực phá hoại đến mức độ như thế nào? Bằng vào thực lực La Hầu, cả lông tóc cũng không có tổn thất gì là sao? Nhưng mà, ngay lúc trong lòng một số người còn đang tràn đầy nghi hoặc, màn sương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết. Theo sương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đã đứng phía trước La Hầu từ khi nào? Tô Trưởng lão, nhìn thân ảnh già nua kia, nhất thời trên sườn núi truyền đến từng tiếng kinh hô. Thân ảnh già nua kia chính là Tô trưởng lão, tư thế bàn tay vẫn còn giữ trạng thái đưa ra phía trước, mà phía trước mặt lão cũng lộ rõ một cái hố to, có vẻ vừa rồi thế công của Hỏa Liên là bị lão ngăn trở lại, khó trách La Hầu không có nửa điểm tổn thương gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thân hình Tô trưởng lão giống như cây cột gỗ đứng sững, một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ chưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi. Bàn tay thu về cũng lập tức thu vào trong tay áo bào, có chút không nhịn được khẽ run rẩy, trong con mắt đục ngầu xẹt qua một tia ngưng trọng. Tô trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Tiêu Viêm. Trầm mặc một lát, tại đống đổ nát của bãi chiến tu su trận chiến, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tiểu tử kia, năm nay cuộc săn hỏa năng, coi như nhóm tân sinh của các ngươi thắng. Chương 452 khen thưởng. Thanh âm nghe già nua của Tô trưởng lão chậm rãi vang vọng, tất cả các trận đấu đều lập tức dừng lại. Ở trên sườn núi, tất cả cựu học viên của nội viện mồm miệng há hốc như muốn nói cái gì, kết quả là muốn nói gì đó cũng đều không phun ra nổi. À, bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm mặc. Một lát sau, tất cả các tân học viên rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng, tiếng hoan hô nổi lên liên miên bất tuyệt. Chiến đấu gian khổ gần 5-6 ngày nay, bây giờ rốt cuộc là có được hồi báo, việc này làm sao mà không khiến cho bọn họ vui mừng. Nghe được tiếng hoan hô từ phía sau vang vọng mà đến, Tiêu Viêm tại trên khuôn mặt vốn dĩ là đang tái nhợt chợt hiện lên một chút nét cười. Ông lấy ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại thấy được Huân Nhi ba người cũng đồng dạng là sắc mặt một mảnh vui sướng, cười nói. Xem ra những vật đã tới tay, không cần phải giao ra nữa rồi. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Huân Nhi bước nhanh đi lên phía trước hai bước dìu hắn đi, trên nét mặt mang theo một chút đau lòng mà hỏi dò. Không có gì, chỉ là hơi có chút mất sức mà thôi. Tiêu Viêm khoát khoát tay cười, Phật nộ hỏa liên uy lực tất nhiên không nhỏ, nhưng đấu khí cùng với linh hồn lực lượng để sử dụng nó tiêu hao thật sự quá lớn, lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, cho dù ở vào trạng thái toàn thịnh thì cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nếu là cố sức vận dụng lần thứ hai mà nói, chỉ sợ cũng sẽ kiệt lực mà rơi vào trạng thái hôn mê. Không nghĩ tới ngươi thật sự là còn có bản lĩnh như vậy, khó trách Huân Nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên. Thật
thật sự là đáng tiếc a. Hổ gia vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm vài cái, cùng nhau chiến đấu đó là con đường tốt nhất bồi dưỡng nên quan hệ hữu nghị. Trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, vốn dĩ là bởi vì trong cuộc thi tuyển Tiêu Viêm đã ra tay quá nặng làm nàng sinh ra oán khí, bây giờ ngược lại tiêu tán không còn. Nói thật lòng là mọi mặt biểu hiện của Tiêu Viêm trong những ngày qua, quả thật đã khiến cho nàng nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa. Huân Nhi ánh mắt đích xác không tệ, bất quá ta sẽ cố gắng tu luyện để vượt qua ngươi. Ngô Hạo ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm tạo nên một động tác cứng nhắc. Hiển nhiên đối với một người tính tình khô khốc hơn nữa chỉ biết lo tu luyện, chiến đấu cùng nhân như hắn mà nói, rất ít đối với người khác hiện ra một chút tươi cười. Tiêu Viêm cười cười, khẽ nói, đừng đem tất cả công lao đều ném hết lên người của ta, ta tự biết cân lượng của mình. Không có sự trợ giúp của các ngươi, ta dù cho có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể đi đến nơi đây. Muốn làm anh hùng, cho dù có đảm lược, nhưng ở tại nơi này cũng không thể đi xa được như vậy, mà cũng không thích hợp trong tình huống này. Nghe vậy, Hổ Gia, Ngô Hạo yên lặng gật đầu. Có được một chút thành công nhưng lại không kiêu ngạo, người trẻ tuổi thường thường đều có đôi chút bốc đồng cùng cuồng vọng, tựa hồ cùng thiếu niên lão thành này một điểm cũng không có quan hệ, bằng vào điểm này, thật sự là làm cho bọn họ cảm thán không thôi. Nguồn http://2.2/truyenphun.vn. Tô trưởng lão, chúng ta còn không có thua. Ngay tại lúc đám người của Tiêu Viêm đang nói chuyện thì đột nhiên có một đạo âm thanh mang theo tâm trạng không cam lòng vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, hóa ra là do La Hầu đang ngồi ở dưới đất phát ra. Người này bây giờ khuôn mặt đang bị bao phủ bởi một màu đỏ bừng, hiển nhiên hắn bởi vì bị thua trên tay một đại đấu sư cho nên tâm trạng buồn bực uất ức mà phát ra. Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nghe được đội trưởng lên tiếng, bốn gã thành viên bạch sát đội còn lại đều lên tiếng phụ họa. Lấy chiến đấu lúc trước mà xem, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, mấy tên tân sinh kia cơ hồ toàn bộ sẽ bị thua. Cho nên, bọn họ bây giờ đều là không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố. Tất cả im miệng cho ta. Tô trưởng lão mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quát. Nhìn thấy Tô trưởng lão tức giận, tất cả mọi người cũng nhanh trí không dám hé mồm, không dám lên tiếng gì nữa, kể cả La Hầu. Lúc trước nếu như là không có ta ra tay, ngươi thật còn có mạng đứng ở chỗ này sao? Tô trưởng lão quay đầu, nhìn vẻ mặt không cam của La Hầu lạnh giọng nói. La Hầu sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, một lát sau, cũng là chậm rãi ngồi xuống, hắn rõ ràng. Lúc trước nếu như Tô trưởng lão không có ra tay mà nói, chỉ sợ ở trong nội viện, đã không còn có cái tên La Hầu nữa rồi. Bại chính là bại, sao còn tìm cớ quanh co? Hừ lạnh một cái, Tô trưởng lão ánh mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ta đã nói, lần cuộc săn hỏa năng này đến đây kết thúc, các ngươi nếu vẫn như cũ không phục, chờ tân học viên đi vào nội viện một tháng sau, có thể trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đáp ứng. Nội viện thi đấu trường lúc nào cũng rộng mở, nhưng bây giờ, tất cả đều phải im miệng cho ta. Ừ. Liếc mắt về phía La Hầu đang ở phía sau một cái, Tô trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa quét về phía đám người của Tiêu Viêm, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, trở thành người chiến thắng trong cuộc săn hỏa năng lần này. Tất cả tân sinh ở đây sẽ có được 20 ngày hỏa năng, mà Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo tất được thưởng thêm thanh hỏa tinh tạp cộng thêm 30 ngày hỏa năng. Thanh hỏa tinh tạp. Nghe được lời nói cuối cùng của Tô trưởng lão phát ra, trên sườn núi không khỏi có chút ồ lên, từng đạo ánh mắt hâm mộ quét về hướng bốn người bọn Tiêu Viêm đang ở trong sân. Thanh hỏa tinh tạp. Đây là vật gì? Bọn người Tiêu Viêm tự nhiên là đối với cái gọi là thanh hỏa tinh tạp có chút mờ mịt, mặt đối mặt liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều có một chút nghi hoặc. Ha ha, ở tại bên trong nội viện, hỏa tinh tạp phân biệt từ thấp đến cao, chia làm hắc, lam, thanh, xích, tử năm loại màu sắc. Hắc sắc tinh tạp trong tay các ngươi là tinh tạp cấp thấp nhất. Loại tinh tạp này chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai tu luyện, mà lam sắc tinh tạp là ở tầng thứ ba và tầng thứ tư. Cứ như vậy mà tính tới. Muốn thăng cấp cho tinh tạp tại bên trong nội viện thì cần phải đem hỏa năng đổi lấy. Lấy một cái thí dụ, nếu muốn từ hắc sắc tinh tạp đổi thành lam sắc tinh tạp, cần phải nạp 100 ngày hỏa năng.
mà từ lam sắc tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp, tất cần phải nạp 200 ngày hỏa năng. Hiện tại các ngươi có được thanh sắc tinh tạp phần thưởng, đó là tương đương với việc tiết kiệm được 300 ngày hỏa năng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, tất cả cựu học viên đang có mặt tại đây. Ngoại trừ La Hầu tại một thời gian trước đem lam sắc tinh tạp thăng cấp thành thanh sắc tinh tạp ra, phần lớn mọi người đều là sử dụng lam sắc tinh tạp. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm biểu lộ bộ dáng nghi hoặc, Tô trưởng lão cười cười giải thích. 300 ngày hỏa năng. Nghe được số lượng này, bọn người Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao đám người xung quanh lại có ánh mắt tràn ngập hâm mộ như vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm đoạt toàn bộ của cựu học viên, hơn nữa lại thêm phần thưởng, mà vẫn không có một cái tinh tạp của bất kỳ người nào vượt quá số 100. Bởi vậy có thể nhìn ra, trong nội viện tìm kiếm hỏa năng hẳn là có một chút khó khăn. Tô trưởng lão sau khi giải thích xong, tay nhoáng lên một cái, bốn cái thanh sắc tinh tạp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Búng tay bắn ra, tinh tạp liền bay về phía đám người Tiêu Viêm, cuối cùng là dừng lại ở tài khoản không trước mặt họ. Phần thưởng đã ở bên trong, các ngươi đem hắc sắc tinh tạp lấy ra mà thay đổi, sau đó giao nó trả lại cho ta. Nghe vậy, bọn người Tiêu Viêm vội vàng làm theo, một lát sau đem hắc sắc tinh tạp vốn đã trống không đưa cho Tô trưởng lão. Quan sát hắc sắc tinh tạp, Tô trưởng lão khẽ gật đầu, tủm tỉm cười nói, tốt lắm, các ngươi cũng đã thông qua hỏa năng cuộc săn. Như vậy đi theo ta đi vào nội viện đi thôi. Dứt lời, hắn là dẫn đầu xoay người, hướng một chỗ cầu thang đầy đá vụn trên sườn núi chậm rãi bước vào. Rốt cuộc có thể đi vào nội viện rồi, thật sự là không dễ dàng. Nhìn theo bóng dáng của Tô trưởng lão, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, để có thể đi vào nội viện, không biết đã phí của bọn hắn bao nhiêu là tinh lực. Đầu tiên là cuộc thi tuyển, đến hỏa năng cuộc săn, nội viện nơi này đích xác là không có giống như tưởng tượng dễ vào như vậy. Đi thôi. Nhìn sang đám người Huân Nhi vẫy vẫy tay, Tiêu Viêm dẫn đầu, tại dưới tất cả mọi đạo ánh mắt ở trên sườn núi đang nhìn chăm chú vào đám người của mình, đi theo phía sau Tô trưởng lão hướng cầu thang cất bước đi lên. Cầu thang này cũng không coi là cao, vẻn vẹn 1-2 phút, đám người Tiêu Viêm đã lên đến tầng cuối cùng, sau đó thân thể nhích tới đứng ở trên sườn núi, ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt, làm cho bọn họ chậm rãi hít vào một hơi lãnh khí. Đây là nội viện sao? Giọng nói thì thào, vốn từ trong miệng của tân học viên đang đứng ở trên sườn núi phát ra. Phía sau sườn núi, chính là một cái bồn địa bị lõm xuống có diện tích cực lớn, hình dạng của bồn địa này liền giống như là bị một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp tạo thành. Bên trong bồn địa, những kiến trúc cao lớn được dựng lên trong đó, từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ vật kiến trúc phía trên thiểm lược mà qua, trải rộng về phía trước, nhưng cũng là phát hiện ra được, diện tích của bồn địa rộng lớn tới nỗi có một chút thần kỳ, tầm mắt nhìn tới cuối, vẫn là như cũ chỉ có thể thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một màu cây xanh biếc. Khó mà có thể tưởng tượng ra được, tại vô tận núi non ở phía sau của già Nam học viện, cư nhiên lại có thể ẩn giấu được một khu vực thần kỳ đến như vậy. Ha ha, các tiểu tử, hoan nghênh các ngươi đi vào khu vực trọng yếu của già Nam học viện, nội viện. Mỉm cười nhìn thấy vẻ mặt rung động hiện lên trên khuôn mặt của tất cả tân học viên, Tô trưởng lão vỗ vỗ đôi tay, cười nói. Cường giả ở nơi này, thật nhiều. Ngô Hạo khuôn mặt nổi lên một chút cuồng nhiệt thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm là chỉ biết cười trừ, cái tên gia hỏa này thật không hổ là chiến đấu cuồng nhân. Chuyển ánh mắt lên, Tiêu Viêm chậm rãi từ thật lớn bồn địa đảo qua một vòng, một lát sau, cũng là hít vào một hơi thật sâu. Ở trong lòng lẩm bẩm nói, vẫn lạc tâm viêm. Thật sự là có ở trong này sao? Hy vọng là không có làm cho ta thất vọng. Tốt lắm, nếu cuộc săn cũng đã kết thúc, như vậy tất cả tân học viên cũng theo ta tiến vào nội viện đi. Trước hết cần phải thu xếp ổn thỏa cho các ngươi, các ngươi giờ đã trở thành một trong những thành viên của nội viện, tin ta đi, chỉ cần các ngươi có thể ở trong này kiên trì đến cùng, đợi đến lúc các ngươi đi ra ngoài, lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều có cái giá xứng đáng của nó. Tô trưởng lão ánh mắt dừng lại ở trên đám người của Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tất cả tân học viên đều khẽ gật đầu, từ những vị cựu học viên trên người, bọn họ đã có thể phát hiện,
tu luyện ở bên trong nội viện là có thể đạt được lợi ích thật lớn như thế nào. Đi! Tất cả mọi người đều theo ta mau! Vung tay lên, Tô trưởng lão chợt hóa thành một đạo thân ảnh mờ ảo lao vút về phía bồn địa. Ngay lập tức tất cả tân học viên cũng đều chuyển động thân hình. Cảnh tượng lúc này giống như đàn châu chấu bay theo, từ trên sườn núi đáp xuống. Trong lúc nhất thời, từng đạo âm thanh hưng phấn không ngớt vang vọng trên bầu trời thật lâu, mãi không tiêu tán. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình nhé.